Chào anh em nhé, shop bán phụ kiện đồ chơi, gửi lời chào toàn thể mọi người nhé. Trong clip hôm nay giới thiệu với lại anh em về cái mẫu bơm cao áp, mẫu bơm nén cao áp, chia sẻ với anh em về cái cấu tạo này, về cách chỉnh sửa, về cách tháo lắp nha, và cách bảo dưỡng. Thì điển hình hôm nay là mình làm trên cái mẫu bơm là mẫu bơm FB cải tiến. Mẫu bơm FB cải tiến này thì đơn giản nó là bơm FB đồng hồ to, đồng hồ to này đi mới đọc ẩm nhỏ á, gọi là bơm FB cải tiến nhá. Bầu to, đồng hồ to, đạp chân gấp đi mới lại cái ẩm nhỏ, gọi là bơm FB cải tiến nhá. Thì đầu tiên để các bác đang dùng bơm biết được cái cách bảo dưỡng, cái bơm này quan trọng nhất là phần bảo dưỡng nhá. Bảo dưỡng tốt thì là nó sẽ bền, nếu bảo dưỡng tốt là sẽ bền. Bảo dưỡng bằng cách đó là bôi dầu silicon, bôi dầu silicon cho nó. Thì khi các bác mua bơm mới đã có một cái tip dầu này như theo này để cho các bác dùng nhá. Đây là tôi sẽ dùng cái tip dầu của nhà để bảo dưỡng được, là các bác tay cầm ở đây này, tay cầm này nhá, xoáy theo chiều ra, mình tra dầu ấy là mình sẽ tra vào cái ti ở trong này, đây tra trong cái ti này, đây. Cái này mình gọi là cái đũa bơm, gọi là cái đũa bơm. Các bác tra dầu bôi trơn thì sẽ tra vào đây, tra vào đây, tra dầu silicon mà nó cho đi theo cái bơm ấy nhá. Mình tra vào cái ti này thì nó sẽ tự động nó chui xuống dưới nhá. Đây, cái này lâu lâu là phải tra dầu cho nó trơn chung, chứ còn nếu mà nó rít là bơm hoạt động không tốt đâu nhá. Đấy, đầu đấy là cái cách bảo dưỡng. Thì bây giờ tiếp theo là sẽ hướng dẫn cho các bác cái cách tháo lắp cái bơm này nhá. Tháo lắp cái bơm này, đầu tiên là tôi giới thiệu cho các bác là đây là cái bơm mới này, cái phụ kiện đi theo nhá. Tôi vừa hướng dẫn cho các bác cách tháo lắp này, vừa hướng dẫn cho các bác cái hệ thống sim hốt nó ở chỗ nào nhá. Cái này nó phụ kiện đi theo cho mình ấy, nó có bốn cái đầu ẩm, thì để mình thay vào cái đầu ẩm kia rồi nhá. Một cái đầu van, đầu van để xoáy vào van xe máy ấy, giống như van làm một chiều, và có gen để xoáy vào van, để xoáy vào van xe máy nhá. Đây là giới thiệu luôn với các bác và cái bơm mới có phụ kiện đi theo, phụ kiện đi theo của cái bơm mới đây này. Đây là có hệ thống sim này, cái lông đen nhựa này ấy, là để cho mình nót vào những cái chân dây bơm, chân đồng hồ. Đây đơn giản hơn rồi. Còn mấy cái sim này, bi này thì tôi sẽ tháo ra để chỉ cho các bác các vị trí để sau này mà có hỏng á thì các bác sẽ thay nhá. Lưu ý kỹ, mua bơm về thì gói phụ kiện này mình cất đi nhá. Đây gói dầu bôi trơn đi theo này, phụ kiện đi theo thêm một cái cà lê đa năng này, một cái lục giác này. Thì bây giờ đầu tiên là mình sẽ tháo cái tay cầm trên này ra, tháo cái tay cầm trên này ra này, rút lên này. Thì phía này nó có một cái chốt này này. Đó, đẩy cái chốt này ra, đẩy chốt này ra nhá. Thì mình sẽ rút cái chốt này ra, đây rút cái chốt này ra này, rút chốt ra, mình lấy được cái tay cầm này ra. Ở trong này nhá, trong này nó có một viên bi, em zoom lại anh em nhìn thấy rõ nhá. Trong này có một viên bi này, viên bi này có tác dụng đó là khi nó nhảy xuống ấy thì nó mở ra để cho hơi xuống, lúc mình hút lên ấy, lúc mình rút lên ấy là cái viên bi nó rơi xuống để cho hơi vào. Khi mình nén xuống nha, nén xuống là viên bi nó đóng lại. Thì cái này các bác phải kiểm tra cho nó lên xuống nhẹ nhàng, đây này, chọc một cái là lên xuống được, hoặc là mình thổi mình hút nó lên xuống, lên xuống được tốt nhá. Thế còn trường hợp nó bị bẩn thì phải bỏ ra lau chùi vệ sinh. Thì trong cái gói phụ kiện nó có thêm một viên bi cho mình dự phòng là viên này, trong trường hợp bị hỏng bị mòn thì các bác sẽ lấy cái này thay vào nhá. Đấy, đầu tiên là đây là viên bi này rồi. Tiếp theo là sẽ tháo phần ống bơm ra khỏi cái bầu bơm. Cái này là cái bơm mới, làm tôi làm phải cẩn thận một chút, lót rẻ vào lấy mỏ nét nhá. Còn không thì nó sẽ có cái cà lê đa năng này này, các bạn lấy cà lê đa năng này thì nó hơi bén, đột nhiên sẽ bị xước. Đây là tôi lấy mỏ nét này, mỏ nét xoáy ra. Thì bây giờ mình xoáy ra này, nó sẽ xoáy cái ống bơm ra khỏi cái bầu bơm nhá. Xoáy ống bơm ra khỏi bầu bơm này. Chia sẻ thêm với anh em nhé, cái phần dưới này là cái phần củ bơm, cái bầu bơm này, cái phần bầu bơm này nó chỉ làm nhiệm vụ là nén hơi xuống dưới này, nó đựng hơi và nó truyền qua dây dẫn giải ra thôi nhé. Cái đồng hồ này là đồng hồ to, chân nó là chân 10, nếu mà bỏng hóc không có đồng hồ to thì lấy luôn đồng hồ nhỏ xoáy vào cũng được, miễn là chân 10 nhé, miễn là chân 10. Đằng sau này có đốc xả áp, khi các bác bơm căng vào bình rồi thì xả áp ra thì nó mới lỏng dây được, thì mình mới lấy được dây bơm ra nhé. Con ốc này mà nhỡ có rơi mất là bên shop cũng có cung cấp cho các bác luôn, có bán cho các bác bán lẻ nhé.
Rồi con ốc đế này nữa cũng có bán lẻ luôn nhá, mới nhập được hàng ốc này rồi. Anh em cần thì cứ ới xốp nhá. Thế đây là cái củ bơm này, giả sang đây. Phần chính hoạt động chính ở cái bơm này là phần trên này. Phần trên này nhá. Phần trên này ấy, bây giờ những cái lỗi cơ bản mà gặp phải thì các bác sẽ phải, nó thường hay gặp phải cái lỗi đó là trong này có một cái van một chiều. Mình tháo ra này. Van một chiều này lâu ngày nó sẽ bị nước vào, bị bụi bẩm vào, nó hay rỉ cái lò xo, hoặc là nó bị xước cái sim. Đây. Con ốc này nó hãm này. Trong này có một cái lò xo này. Đây. Có một cái lò xo này. Có một cái lò xo nén nhá. Đây. Lò xo nén cái này. Cái này gọi là đầu van một chiều. Van một chiều của bơm. Có nghĩa là nó nằm ở vị trí này. Hơi nén từ trên ống bơm xuống dưới qua van một chiều này thì hơi sẽ xuống được, và van một chiều này sẽ ngăn không cho hơi lên nữa, là hơi sẽ nằm ở cái bầu bơm phía dưới này, và cái áp ở dưới này sẽ căng để dẫn vào trong bình nữa các bác. Thì ở đây nó có cho bác là hai cái sim này này, hai sim nhỏ này ấy, chính là hai sim ở vị trí ở van một chiều này nhé. Van một chiều này mình dùng lâu ngày nó bị mòn, nó bị khuyết thì mình sẽ thay thế cái sim này nhé, thay thế cái sim này. Thì lưu ý kỹ là mấy phụ kiện này phải cất đi ấy, sau này mới có cái sửa chữa để thay thế để dùng nhé. Thì các bác tháo ra này, vệ sinh, lau chùi sạch sẽ. Đó là cái bơm mà dùng lâu ngày, bảo dưỡng thì cũng bảo dưỡng cả cái van một chiều luôn. Lau sạch sẽ trong này nhé. Tôi hướng dẫn cho các bác này cũng đồng thời là hướng dẫn cách tháo, cách nắp luôn đấy. Đó là van một chiều. Lò xo lâu ngày bị yếu, bị nhiệt thì sẽ có lò xo cho các bác thay thế đây. Nhá. Lò xo thay thế đây. Thế còn cái cục đầu đồng này là hiện giờ là chưa có thay thế nhé. Cái này các bác phải cất thật kỹ, để ý thật kỹ nhé, không để rơi mất nhé. Làm mất cái này là không có đâu nhé, không mua được đâu nhé. Đấy. Thì đây là cái van một chiều. Tiếp theo đến phần ống bơm. Đến phần ống bơm thì ống trên này này nó liên kết với con ốc này nhé, cái con ốc này mình rút đây này nó sẽ mắc lại này. Đấy, rút là sẽ mắc lại này. Cái để lấy được ống này ấy, thì mình sẽ xoáy gen. Đây nó có gen xoáy ra. Đấy, gen xoáy ra nhé. Lưu ý khi các bác lắp vào thì nên xoáy cho nó chặt tay, còn xoáy hở là nó cũng có vấn đề đấy. Rồi đây là ống bơm trên nhé, đây là ống bơm trên này, tôi để nó đây. Thì các bác nhìn, các bác hình dung này, cái ống bơm trên nó trượt, tôi gọi là ống ngoài đi, ống ngoài đi, nó trượt trên cái ống trong như này. Đấy, trượt trên ống trong như này. Thì cái sim chun này này, sim chun này nó nằm giữa hai ống để cho nó có độ trơn, có nghĩa là nó trượt qua cái chun này, nó không có trượt hai phần kim loại vào nhau, trượt hai phần kim loại vào nhau nó sẽ xước nhá. Đấy, trượt hai phần này vào nhau, đây là nó làm tác dụng của nằm ở giữa thôi. Đây, đây là tiếp theo tháo được cái ống bơm ngoài rồi, rồi giờ đến phần ống bơm trong. Ống bơm trong thì các bác sẽ kiếm cái mỏ lết giữ ở dưới này, giữ ốc dưới này nhá. Đây, giữ ốc dưới này. Đây, một mình tôi làm đây. Ở trên này thì các bác sẽ thấy có cái cà lê đa năng này này, nó có một cái nấc vừa đúng đây luôn, vừa đúng đây luôn nhé. Cả tháo ra, tháo ra được nhé. Nói chung là cái này là cái bơm mới, nó còn hơi chặt. Các bác tháo mặt ra rồi nhé. Đây là mình tôi làm hơi khó, tốt nhất mình để nghiêng này đi. Để nghiêng này cho nó nằm ở trong cái mỏ lết này. Đấy, xoáy nó lỏng tay ra thì nó sẽ nhẹ hơn. Đấy, xuống cái này. Đây, cái này, cái này nó vừa đúng cái này luôn các bác nhé.
rồi nó lỏng hơn rồi thì mình sẽ lấy tay mình thấy được. Các bác lưu ý nhé, khi xoáy lên cái này thì mình để đứng lên, mình để nghiêng, trong này nó có nước đấy nhá, khả năng nó sẽ đổ nước ra đấy. Các bác dựng đứng ở đây này, trong này có nước đấy nhá. Rồi mình sẽ lấy cái đầu này ra nhá, lấy đầu này ra. Đó. Thì trong phần này các bác còn sao này, trong này là có một cái ống nhỏ, cái này gọi là cái đũa bơm nhá, cái đũa bơm, đũa bơm cắm vào đây thì trong này là có nước, nếu mà kiếm cái tôi sẽ đổ nước ra, trong này là có nước làm mát. Thế còn về nước làm mát nhá, nước làm mát trường hợp mà các bác bị khô hoặc bị hết nước. À, cái này đen thịt này. Đấy. Bị khô bị hết ấy, thì các bác sẽ lấy cái nước nước giải nhiệt của xe ga. Nước giải nhiệt của xe ga đổ vào đây nhé. Là cũng là ok nhé. Thì giờ lấy được, đổ hết nước ra rồi này. Cái ống này nhá, cắm xuống phần dưới này. Chỉ là cắm không thôi này. Đấy, cắm không thôi. Cái này nó bị dính nguyên dầu gớm này. Đấy. Nhá. À, đây là cái nõi trong cùng của bơm này, đây là cái bọc to ở ngoài này, thì giữa cái phần này và phần này là có nước làm mát nhá, làm mát. Thì cái rong này nó làm nhiệm vụ để nó giữ nước nhá, để mình giữ nước. À. Thì phía trong này sẽ là ti bơm nhá, đây. Ti bơm này. Rồi. Đây, tí bơm này. Cái cây này là cây đũa bơm. Đũa bơm thì các bác phải giữ gìn. Không có bán đũa bơm nẻ mà chỉ bán cái ti nẻ thôi nhá, cái ti nẻ. Cái ti này xoáy vào cái đũa này bằng cái gen 4 ly, bằng cái gen 4 ly nhá. Thế còn các bác nào mà có cái bơm đặc biệt, cái ti mà có gen 3 ly thì shop cũng chưa có được cái đũa này mà có gen 3 ly thì không có loại ti gen 3 ly đâu, chỉ có ti gen 4 ly thôi nhá. Đấy. Thế đây là rời các bộ phận rồi, đây là các bộ phận rồi nhá. Đây tôi tháo từ từ, các bác biết cách tháo nhé. Ở trên này nhá, mấy cái sim to này thì nó cố định như vậy rồi. Thế còn cái bộ phận này theo cho mình ấy thì nó có cho mình là hai cái sim nhỡ nhỡ này, hai sim nhỡ này, một cái vòng nhựa này, một sim to này này. Còn cái này thì nó nằm ở trong cái phần ống to thôi nhé. Nó nằm ở tí trước này thôi này, cái này này. Thế bây giờ hai cái này, hai nhớ này, là nó nằm ở trong này, nằm ở trong này, nằm ở trong này để khi mà mình xoáy nhá, xoáy cái này vào này, xoáy này vào, đấy. Thì bắt đầu nó ôm sát vào cái, ôm sát vào cái ống này, ôm sát vào ống này, đấy như này, để cho chống cái phần nước ở đây này, chống phần nước này lao lên trên này và vào trong ti này, nên đây là hai cái sim này nhé. Đấy, các bạn lưu ý là cất kỹ nhé. Còn cái sim này này, thì nó sẽ nằm ở phía trên này. Đây là ốc nó có hai cạnh này, các bác tháo ra này. Đấy. Đây. Thì đây là chính là cái sim này nhé. Đây, sim này này. Đấy, cất kỹ để thay thế nhé. Ở lưu ý thêm với các bác, khi các bác lắp vào nhé, cái sim này ấy, thả vào này, thả vào này. Xoáy con này vào này. Và con này ấy là xoáy vừa tay thôi. Không nên, không được xoáy chặt nhé. Xoáy chặt này ém hơi quá là không tốt. Cái này nó giữ cho hơi không bị luồn lên trên qua cái đũa bơm này, qua đũa bơm này. Nếu mà mình ép chặt quá là nó bí hơi không được nhé. Xoáy vừa tầm thôi. Đây, xoáy vào vừa tầm thôi này. Xoáy vào vừa chặt tay thôi, nới ra một chút. Nới ra một chút nhé. Đấy, nới ra một chút. Rồi. Đấy. Đây là các bác thấy được cái cấu tạo của nó, nó có bấy nhiêu thôi, rồi cách tháo nhé. Thì bây giờ tôi sẽ lắp cho các bác xem, lắp cho các bác xem nhé. Bây giờ đầu tiên là mình lắp cái ti vào đây trước, thì trước khi lắp ti mình sẽ cho dầu bôi trơn vào, cho dầu silicone vào đây, nhé. Cái ti này là lắp rất nhẹ nhàng thôi, nhưng một số các bác lắp là thường xuyên bị gãy đấy nhá.
nhẹ nhàng thôi, nó thẳng tay xuống, lưu ý là có dầu nhé. Đấy, đó rồi, rồi. À, cho thêm tí dầu vào cái đũa này lên trên. Rồi, bây giờ xong cái phần ti, xong cái phần ti này, đến cái phần ống ngoài, phần ống ngoài nhé. Lưu ý phần ống ngoài này có cái xin chun rồi, để đỡ êm ấy, các bác nhớ cho vào, nhớ cho vào nhé. Đây. Cái này nó chỉ là cái cắm vào không thôi, cái rong chun này sẽ đỡ không cho nước chảy ra này. Đấy, trường hợp mà bị dò nước thì các bác thay cái xin to đấy nhé. Rồi tiếp theo là đến phần xoáy củ này vào, xoáy củ này vào nhé. Đấy. Cái này mình đưa vào giữa tâm thôi và mình xoáy từ từ vào. Cái này cứ để nguyên xoáy vào, nó sẽ tự mút xuống nhé. Đấy, mà nó sẽ tự mút xuống. Các bác giữ mỏ nét ở phía dưới. Đấy, cả đây là đang siết chặt tay một chút, cái này phải siết chặt một chút nhé, siết khá chặt một tí đấy, đừng có siết lỏng tay quá. Siết vừa tay thôi rồi nhá. Đây là tôi nắp cho các bác xem, chứ hiện tại là cái nước này nó cũng bị bẩn rồi. Cái này là tôi phải lấy cái nước giải nhiệt xe ga đổ vào giữa, đổ vào giữa ấy, xong mới xoáy cái này vào. Đây là tôi lắp vào đây nhé, tại vì ở nhà giờ đang hết nước làm mát, chiều tôi sẽ mua cái lon khác đổ vào đây. Đây là lắp cho các bác xem nhé. Tiếp tục đến cái ống ngoài nhé, là ống ngoài. Đây, cái ti ở dưới rồi. Mình lôi cái ti lên một chút nhé. Tiếp theo là ống ngoài này. Đấy. Ở dưới là có gen. Đấy. Dưới này thì cái này có gen này, các bác xoáy vào này. Cái này xoáy vừa chặt tay thôi. Tiếp theo là tới cái tay cầm này. Cái tay cầm này nhá. Cái tay cầm thảo đây. Và chốt cái này vào. Đấy, nó có cái lỗ ở trên cái tì ấy, xoay đúng chiều lỗ chốt vào. Đấy, ấn nó xuống này. Lưu ý nhé, cái gen này là gen khá là nhuyễn, các bác xoáy nhẹ tay thôi. Nó vào gen rồi thì hãy xoáy, chứ nó mà trái gen thì đừng cố xoáy nhé. Đây là nó gen nhuyễn, đấy, thật nhẹ thật trơn hãy xoáy. Rồi. Rồi, là xong cái bộ phận trên rồi, bộ phận ống nhé. Còn cái ban một chiều nữa. Các bác vệ sinh, lau chùi sạch sẽ nhá, lau chùi sạch sẽ thả vào. Đấy, con ốc đạn rồi vào. Cái này rất là quan trọng nhá. Cái này lưu ý kỹ cho tôi là xoáy vừa chặt vào. Xong nhả ra một chút. Nhả ra một chút này. Mình cứ căn theo cái mép này này. Nó sẽ hơi sâu một tí. Thế còn trường hợp không được thì mình lại phải nhả ra hoặc xoáy vào. Nói chung là bơm mà nó hút nặng hay hút nhẹ, rút lên nặng hay là rút lên bị mút thì nó phụ thuộc vào con này rất là nhiều ấy nhá. Đấy. Cái này các bác chỉnh vào nửa vòng hoặc ra nửa vòng là bơm nó hoàn toàn khác nhau rồi đấy. Rồi. Xoáy vào đây, vào cái bầu bơm lại nhé. Cái này thì trong này đang không có nước. Không có nước làm mát thì nó không được làm mát thôi, còn bơm vẫn hoạt động bình thường. Lát nữa tôi sẽ đi mua cái nước giải nhiệt của xe tay ga tôi đổ vào nhé. Đây tôi lắp cho các bác xem. Đấy nhá. Rồi. Siết chặt nó lại. Cái này thì nó là đồ mới, lót cho nó kỹ càng một chút nhé. Không có dấu xước ốc. Rồi, như vậy là quá trình tháo lắp bảo dưỡng cái bơm đã hoàn chỉnh nhé. Cái này trong quá trình sử dụng mà các bác bị hỏng, bị lỗi cái sim nào thì cái phụ kiện nó có này, các bác tháo ra lau chùi bảo dưỡng vệ sinh và thay cái sim đi. Nhà thay sim vào một chiều này, thay lò xo này, hoặc là cái ắc như ở trong cái ti bơm này đấy nhá. Tôi bơm thử này.
Đây, khoan vào đường hủ. Đấy, rất là nhẹ nhàng. Kim lên mặt hàm luôn. Đây là cái mức đỏ, mức, 2, mức xanh thì mức 200 nhé. Vừa sang mức đỏ là sang mức trên 200 ấy. Đây. Trên 200 luôn. Rồi. Đấy nha các bác nhá. Rất là đơn giản. Đây là trong quá trình giới thiệu, chia sẻ hướng dẫn cho các bác cách tháo nắp, bảo dưỡng cái bơm FB cải tiến loại 1, bơm FB cải tiến này nhá. Bơm đồng hồ to đồng ẩm nhỏ. Và giới thiệu cho các bác biết là cái bơm mới có những phụ kiện này như theo này. Đấy, có phụ kiện này theo. Rồi, mọi thông tin cần thêm thì các bác cũng liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình nhá. À, hàng này là shop ship COD đi toàn quốc. Các bác nhận hàng có quyền kiểm tra hàng, xong thanh toán tiền cho người giao hàng nhá. Rồi, xin cảm ơn các bác có thắc mắc gì thì vui lòng comment ở bên phía dưới video nhá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong video sau.